Rồi, ghế đây rồi. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. À, xin chào hai bạn. Đây là bạn trai sẽ giới thiệu trước. Dạ, em tên Hoàng Anh chị. Đang làm việc là cán bộ công chức Ủy ban dân quận Tân Bình. Em làm bên mảng văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ, ở đây chị, thành phố Hồ Chí Minh, dạ, Tân Bình. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, 30 chị. 30 tuổi, mời em gái. Dạ, em kính chào chương trình cho chị Cát Tường và bạn Nam bên cạnh. Em tên là Bích Ngọc, hiện tại em là nhân viên văn phòng của Ủy ban phường quận 5. Ồ, cái quận Tân Bình, cái quận 5. Nói chung là hai bạn cũng đều làm trong cơ quan nhà nước hết. À, chắc đặc thù công việc thì cũng hiểu rồi ha. Dạ. Cười sao cười vậy, có quen không? Hả? Đâu mình hỏi thăm vài câu thử coi rồi biết đâu quen biết sao. Em làm ở quận 5 hả? Dạ. Đôi khi mình có dịp gặp mà mình không biết hả? Dạ, em cũng mới công tác khoảng 1 năm rưỡi thôi anh. Anh công tác đó lâu chưa? Dạ, công tác cũng lâu chị. Mình làm là giờ hành chánh hay sao? Công việc của mình dạ, cụ thể là như thế nào? Giờ hành chánh chị. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Dạ đúng rồi. Em thứ bảy thì đôi lúc thì có làm buổi sáng. Ừ. Dạ. Em cũng vậy hay sao? Dạ, em cũng thứ bảy chủ nhật nghỉ, đôi khi có những phong trào hoạt động của cơ quan thì mình tham gia. Ừ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì năng động. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, thẳng thắn và cũng khó chịu một chút rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu dạ, của mình? Điểm mạnh của em thì cũng hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, thì cũng sôi nổi. Còn nãy giờ tôi chưa thấy sôi nổi gì luôn á. Điểm yếu thì nói chung cuối tuần ngủ hơi trễ xíu. Có tật xấu gì không? Dạ không chị. Dạ không chị. Người không có cái tật xấu nào hết. Không có. Rồi làm văn phòng rồi cuối tuần ngủ dậy trễ rồi làm gì nữa, thức dậy thì làm gì? Nghe nhạc, xem phim hay đi uống cà phê gì đó. Uống cà phê hay uống bia? Có thì tại em nhiều lúc ăn nhiều. Ăn nhiều quá hả? Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Chung cũng một chị hồi học sinh thì cũng có. Vì có một mối tình học sinh thôi? Dạ đúng rồi. Tới giờ luôn không có? À. Thích trai, thích gái? Dạ thích gái chị. Giới tính rõ ràng không? Dạ rõ ràng. Rõ ràng mà sao bao nhiêu năm mà không có, 30 tuổi mà không có mối tình nào thêm là sao? Thì nhiều lúc như làm văn phòng thì mấy bạn kia nhiều lúc người ta cũng có ý chung nhân hay gì đó. Nên là mình thì chỉ giao tiếp chứ mình cũng không có gì. Không có đối tượng mình có thể yêu thầm trộm nhớ ai, có yêu đơn phương ai không trong 10 năm qua? Chắc không theo chị. Chị cũng lo làm cái học cũng không có. Chị thì cái mối tình mà hồi đi học đó là có mần ăn gì chưa? Dạ, chưa, học trò mà học chị trò. Ngây thơ đó chị biết mà có. Chị hỏi để em trả lời vậy thôi. Nếu vậy thì cuối cùng là có nắm tay, có hôn nhau lần nào chưa? Dạ chắc mấy đó học sinh người ta cũng biết bình thường. Cũng biết bình có thường nắm tay gì vậy. Rồi có, rồi bây giờ thí dụ có bạn gái rồi lấy vợ rồi có biết làm gì không? Dạ chắc biết học sao hỏi. Sao biết được? Học hỏi ai? Thì có gì hỏi chị Cát Tường, hỏi chị Cát Tường. Hỏi chị sao được, trời ơi chị phụ nữ sao chị chỉ em được. Phải tự học hỏi, rồi, em phải tự tìm học kiếm rồi. Học hỏi ở đâu? Sách vở. Sách vở. Hay bạn bè gì đó hả? Nhằm khi hỏi vợ luôn á. Em nghe anh chưa có tình trường, chưa có cái mối nào hết trơn, em có ngại gì không? Dạ cũng sợ là tính hơi còn trẻ con. À, tính mình có trẻ con không? Dạ nói chung không chị, bình thường chị. Chị chỉ sợ là anh không có mãnh liệt với phụ nữ thôi, chứ chị thì cũng không có sợ trẻ con. Không, em không mãnh liệt. Mãnh liệt không? Dạ, có. Có mãnh thôi mà chưa liệt. Rồi tình trường em sao? Dạ em cũng có hai mối tình. Một mối tình cũng được 2 năm, cách đây 7 năm. Và một mối tình đơn phương thôi. Hiện tại thì em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói chung hiền, đẹp, dễ thương. Trời ơi, hiền, đẹp, dễ thương, đủ hết trơn luôn. Ngoại hình sao nè? Chỉ nhìn đẹp được không? Em cao bao nhiêu? 1m65 gì đó. Người gái cũng cao 1m65 luôn. Thì tầm 1m5, 1m7 trở lên được rồi. Mập hay ốm? Thì tướng trung bình thôi. Trung bình là nhiêu ký? Em cũng biết được, nói chung là bình thường thôi. Gì em cũng không biết hết trơn. Có thích gái không vậy? Dạ có, thích gái với chị. Chắc không? Dạ chắc. Chị hỏi em khó trả lời. Không có trả lời. Có khi nào thấy một bạn trai nào đó đẹp trai quá, dễ thương quá mình ngưỡng mộ chưa? Dạ không có, làm gì có chị. Không có hả? Dạ. Bình thường mà, chị thấy bạn gái đẹp chị vẫn ngưỡng mộ mà, đúng không em? Đúng. Cái gái đẹp là sao mà em không diễn tả được, làm sao em biết thích gái đẹp? Trung bình tóc thì nói chung ngắn
dài xíu mà bấm tóc giống chị cũng đẹp. Ừ. Rồi. Mập hay ốm? Thon thon, ví dụ vậy. Trung bình xíu, nói chung là có. Em dẹp cái chữ trung bình giùm chị cái. Trong từ điển chị không có từ trung bình. Trung bình là sao? Dạ. Cái người ta thích mập thì trung bình ta là 70kg. Em thích ốm, trung bình em là 40kg. À, 50-60kg gì đó, 40-50kg gì đó. Theo như em nghĩ chị nhiêu ký? 55-60kg. Ừ, vậy đoán cũng gần đúng rồi đó. Vậy em muốn con gái bao nhiêu ký? Bốn mấy, năm mấy. Bốn mấy, có nghĩa là ốm hơn chị là mập đúng không? 50, năm mấy là tại gái tùy đó. Cái địa thì nó có thể nhìn nó khác. Ừ, thì có nghĩa chị là mập đúng không? Cái chị tương đối đó. Là trung bình á. À, nãy giờ hai em cũng trung bình hết trơn á. Có đem hình ảnh theo không? Dạ có, để nè chị. Đâu? Rồi còn em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì bạn nam cao khoảng 1m7. Tại vì em 1m60 mấy. Và em có sở thích của em là mang giày cao gót. Trời ơi, rồi đó, kiếm đi cổ qua trọng đó. Một người cũng chững chạc. Chững chạc. Trời ơi, mênh mông bao la biển người. Tìm đâu ra anh đây anh ơi. Tìm đi em, ảnh ở trọng á. Gáng đi, mò kim đáy biển đi cưng. Em cao mấy? Là bạn giữa giữa đó. Bạn cao mấy 6-6 mấy chắc bằng này. Bằng này quá. Đâu? Bằng này nè. Biết chọn đúng ai là tôi làm ai người đó nha. Rồi. Chọn kỹ nha, bạn này nha. Giữ nguyên cái tay đó nha. Rồi, một hồi mở cửa trái tim ra. Rồi coi đúng hay không. Theo như qua cái cách nói chuyện thì em nghĩ là anh này. Hay vậy ta, trời ơi, cặp đôi này chắc đám cưới liền quá. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim rồi xem mình đoán đúng không nha. 7-8 cô mà mặc đồ giống nhau từ trên xuống dưới. Gì mà cũng đoán ra được. Đúng không em? Kiểm tra hình lại coi. Đúng mà, giữa nè. Đúng không? Đúng. Hay quá ha. Ôi, đưa anh coi chị đúng anh không vậy? Người này phải không anh? Đúng rồi em. Trời ơi, hay dữ vậy trời ơi. Quá trời vậy mà đoán đúng hay thiệt luôn. Sao hay vậy? Dạ. Tương thông nha. Tương thông hả? Rồi, lần đầu tiên khi nhìn mở cửa trái tim đăng cái thì cảm xúc của em như thế nào? Bạn gái đẹp, hiền, đẹp. À, trung bình không? Đẹp, dễ thương, không. Hơn. Chứ không phải trung bình nữa hả? Không, chị. Đó nói chung thôi. Như là mình nói lắp thôi chị. Rồi em, sau khi cửa trái tim này mở ra, cảm giác đầu tiên của em như thế nào? Anh cũng giống hình. Giống hình? Dạ. Có vẻ hiền. Ủa sao lần đầu tiên gặp bạn gái không mua quà, muốn bông mua hoa gì tặng hả chị? Cái đó anh lỡ anh đi vội quá. Nên là chắc để có gì sau chương trình hay là chị đó sẽ tặng. Trời ơi, xin lỗi sau chương trình mà có cơ hội tặng không? Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món mì Ý hải sản tại nhà hàng Mận Đỏ nha. Mì Ý trong món Âu thì không thể là không nhắc tới. Tại nhà hàng Mận Đỏ thì chúng ta có thể ăn những cái món cơ bản này với hải sản rất là tươi ngon và nêm theo kiểu Việt. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Tự tin lên, ga lăng lịch thiệp lên nha. Vài phút sau chị Tường quay lại liền. Khoảng bao lâu chị? 3 phút. Nhìn lẹ dữ vậy. Dạ, chào anh thấy em sao? Thiền, dễ thương. Em ăn tôm không? Không, anh dùng nha. Dùng đi, ăn tôm. Nhưng mà em cảm thấy anh không ngại hay như thế nào á. Mà không có dám chương trình hay là gì đó, mình chưa quen. Làm ở phường 8 hả? Ở quận 5 hả? Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 5 luôn. Nhà anh đông anh em không? Mấy người, 3 người. Anh lớn nhất. Còn em là... Anh là anh cả. Đúng rồi. Nhà em thì đông. Em Út. Hồi nãy anh nói anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 88. Em sinh năm 90. 90. Cũng ba mấy rồi sao anh chưa có bạn? Thì nhiều lúc văn phòng này kia nào không có nói. Công tác văn phòng cũng gặp quen biết nhiều lắm mà. Tùy vậy. Làm văn phòng thì chắc anh đâu có theo đạo đâu đúng không? Tại vì em hướng Phật thì em không biết là anh có ngại về cái việc đó không? Không, anh không có. Thì ở nhà ba mẹ anh cũng là Phật mà. Nhưng mà anh có ăn được đồ chay không? Được chứ, anh ăn được chứ. Có đi chùa được không? Được. Đi chùa anh dẫn em đi. Ăn cũng đi chùa. Không, tại vì có em có quen một người bạn á. Em muốn đi đâu thì chị em đi đó. Nhưng mà chỉ có vấn đề là
họ không có cùng ăn một bữa ăn chay được với em. Vậy hả? Vậy cũng khó. Nói chung là nhiều khi mình đi chơi hay là mình đi chùa hay như thế nào, mình đi hành hương thì cũng phải có những cái bữa mình dừng lại để mình ăn. Thì cái bữa đó mình muốn ăn chay chẳng hạn, muốn ăn lạc, thì người đó thì nói là thì thôi một mình em ăn, còn anh ăn cái khác, hoặc là anh không ăn anh ngồi nhìn. Em cảm thấy điều đó nó không hợp lý. Hay giờ anh nói em nghe nè, lát nữa mình bấm nút hẹn hò, xong rồi khoảng một tuần hay là giờ tháng gì đó mình có hẹn rồi đi dạo đó, thì mình sẽ trao đổi nói nhiều hơn, thì đi ăn hay gì đó anh sẽ dẫn đi ăn cũng được. Ví dụ như mình có thể đi xa hơn á, thì anh nghĩ mình sẽ ở đâu? Thì ở nhà ba mẹ có phòng riêng, nói chung mình cũng có chỗ riêng tư của mình mà. Mì ý ngon không? Dạ ngon chị. Có tôi ở đây thì tôi không thấy nói chuyện gì, mà tôi đi ra ngoài tôi nghe có một cái thông tin rất là thất thiệt là rủ người ta bấm nút đi ra ngoài nói chuyện sao hả? Không có câu chuyện đó trong đây đâu nha, em đừng có nghe nó dụ dỗ. Dạ. Bấm nút ở đây á là 1 tỷ người coi chương trình là em mất cái duyên của em. Nhớ chương trình là như vậy. Dạ. Cho nên em phải thích ảnh em mới hôm em mới bấm. Tiêu chí đó sai nha cưng nha. Ghê ha. Lúc tôi ngồi đây thì không nói, tôi bước ra ngoài thì nói kiểu đó. Xin lỗi quý vị, không có câu chuyện đó đâu. Rồi, bạn gái đẹp gái không? Dạ đẹp. Trung bình ha? Dạ không chị, bình thường. Hả? Trung bình hay là trên trung bình? Trên chị. Nhìn nhìn ra ngoài chi vậy? Nhìn ra ngoài kiếm ai ngoài? Biết được thông tin gì ảnh chưa? Dạ ảnh cũng là con trai cả. Nhà hình như được 3 anh em thôi. Vì ta hỏi em trả lời ông ăn hoài vậy? Thì nãy em có nói. Trời ơi, sao đàn ông gì dịu dàng nhẹ nhàng quá, tôi nghi quá. Bây giờ cho một cơ hội nè, thay vì hồi nãy rủ ra ngoài bấm nút phải không, hai bạn nắm tay nhau qua cửa trái tim để đo cảm xúc, để phụ nữ cũng đo phụ nam, phụ nam cũng đo phụ nữ có rung động không. Rồi hai bạn 30 giây nắm tay nhau. Đó. Nắm tay chứ phải bắt tay đi họp cán bộ đâu nha. Nhìn thẳng nhau đi, dám nhìn mặt người ta không? Nhìn đâu vòng vòng. Rồi. Mời hai bạn bóc những lá bài của chương trình. Đọc lớn lên. Bạn nghĩ đêm tân hôn ai nên chủ động và làm gì? Rồi, trả lời luôn đi. Đêm tân hôn thì nam hoặc là nữ động phòng hả chị? Động phòng hả chị? Thì ai nên chủ động và làm gì? Thì thường thường là bạn nam được động phòng. Động phòng là làm gì? Động phòng là làm gì? Quan hệ nam nữ á chị. Là nam chủ động. Dạ. Quan hệ nam nữ. Nữ cũng được, tùy. Tùy gì? Thì nữ cũng được. Giờ theo em, trường hợp cụ thể của em thì em nghĩ ai sẽ là người chủ động? Nếu như em muốn em lấy vợ thì đêm tân hôn của em ai sẽ là người chủ động? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Ok. Chị hy vọng là em nói đúng sự thật. Hãy kể ra 3 điểm chung, 3 điểm riêng giữa bạn và người đối diện. 3 điểm chung thì em nghĩ là thứ nhất là về công việc. Có chung có công việc thôi hả? Em cảm thấy vậy. Điểm riêng thì có vẻ là anh hơi nhút nhát so với em. Em thấy hiền quá. Thấy hiền quá. Thật sự thì em thích một bờ vai vững chãi. Nhiều lúc thì do anh nói chuyện thì em nghĩ xưa, nhưng mà nói chung cần thì bờ vai vững chãi thì ok, điều đó là bình thường, đơn giản, không có gì hết. Em phải thể hiện cho người ta thấy, người ta mới tin được chứ. Em nói mà em không có thể hiện, em không nói được gì rồi, em chưa có kinh nghiệm yêu đương nữa. Có mối tình học trò đó, có mà. Có mối tình học trò đó hả? Cổ tự tin là cái mốt em có thể bảo bọc được cho cổ. Có, được, bảo bọc được. Bảo bọc được. Dạ được. Đó, bây giờ nhìn 30 giây nhìn nhau nói một câu cuối cùng trước khi bấm nút. Em muốn hỏi anh một câu được. Rồi, hỏi đi em. Với cái công việc của mình hiện tại như vậy, anh có một cái định hướng nào khác cho cái sự nghiệp của mình hay không? Công việc, ví dụ như là công việc đó, công việc chính của mình đúng không? Đúng rồi. Sau này cũng gia đình hay là gì đó thì cũng có thể thêm. Anh đã từng nghĩ đến cái vấn đề đó chưa?
thì bây giờ nó nhiều công việc giống như kinh doanh online hay là làm cái gì nó không ảnh hưởng nhiều và cho hay gì đó là mình nhưng cũng mà anh đã từng nghĩ đến anh sẽ có một cái công việc phụ thêm cho cái công việc văn phòng của mình chưa? Thì nói chung cũng có lương về cái công việc của mình hiện tại đủ thì nói chung cũng ok, thì cũng còn cái kia thì mình phụ thêm thì mình có làm thêm. Tôi có cái nghĩ tới như vậy. Cảm xúc của mình đang suy nghĩ gì, mình mong muốn điều gì? Anh nghĩ mình nên tiến tới cho nhau, sau cuộc gặp này mình nên đi đâu đó dạo tìm hiểu nhau nhiều hơn. Lý do dạ, tại sao em xin nói thiệt dạ. Lý do tại sao cổ phải thì chị hỏi thì mỗi người có cái ý nói gì thôi gì được rồi. Cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào? Thì thoải mái. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm trên tường hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Mặc dù mới đếm tới 1 mà không biết sao bấm lẹ quá. Còn em, lý do tại sao em không bấm? Dạ tại vì em cảm thấy là em chưa có rung động. Thực sự là anh rất là hiền, nhưng mà cũng vì cái hiền đó cho nên là có thể là một cái phút ban đầu em chưa cảm nhận được cái cảm giác, chưa có cái cảm giác của hai người mà... Thì cái đó anh nói em rồi, mới có một cuộc hẹn mà sao? Nhưng mà em phải thấy dù cơ hội không có đến với mình nhiều lần. Thế lại nếu mà chương trình này mình đâu có gặp nhau nhiều lần đâu em hiểu không? Nên là... Đến với chương trình nó chỉ cho mình ít phút thôi. Đúng rồi. Chương trình chỉ là một cái cầu nối, nhưng mà ít phút của chương trình rất nhiều người ngồi ở đây đã tiến tới hôn nhân và sinh con đẻ cái. Đến đây rồi cái mình cứ nói tại vì đây có ít phút mình cứ lo cái chuyện ít phút mà mình không lo nói cái cảm xúc của mình hoặc là chia sẻ cảm nhận sao đối phương có thể hiểu được. Người ta là phụ nữ nữa cho nên là người ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng thật sự em có thích cổ thiệt không mà em bấm nút? Có chứ, em thích cổ em mới bấm nút chứ không thích nên bấm. Nhưng em hiểu ý chị nói không? Em hiểu. Cái cơ duyên mình phải biết nắm bắt. Chứ bây giờ em cứ nói là ít phút em cứ lo ít phút không. Chính vì ít phút mình phải càng phải nắm bắt. Đúng rồi chị nói. Thí dụ bây giờ cho em một cơ hội lại thì em có nói được cái gì hơn câu lúc nãy không hay là cũng chỉ vậy? Thế mình cho nhau cơ hội đi. Em nghĩ được không? Thì mình bấm lại thôi. Không? Bấm lại được hả chị? Được. Thì đó chị đang cho mình đang cho nói nhau chuyện. Cơ hội đi. Tại đây là cũng cái duyên. Đâu phải ai cũng lên là được. Phải hiểu không? Nhưng em có thật sự thích cổ không? Em thật sự thích cổ. Lý do anh thích em là gì? Anh không biết, nói chung mình có tình cảm, mình thích. Nói chung cái đó mình không có giải thích được, em hiểu không? Em thích cổ đúng không? Ừ. Em bước qua đứng bên cạnh cổ, em nắm tay cổ, em nói một cái gì mà để cổ quyết định để bấm nút lại với em. Lần đầu tiên trong chương trình, chị cho em một cơ hội. Chứ em chưa đủ sức thuyết phục, thật sự luôn. Nếu chị là con gái chị cũng chưa bấm, em phải thuyết phục được cổ. Cho anh cơ hội đi. Nếu như em đồng ý thì anh sẽ như thế nào đó? Nếu như em đồng ý thì anh sẽ cố gắng hết mọi sức có thể để nhường. Em hiểu ý không? Chị sẽ cho cơ hội bấm nút lại. Quý vị đồng ý không ạ? Đồng ý cho một tràng pháo tay đi quý vị. Còn có cho hay không là tùy theo nãy giờ cổ có cảm nhận được gì hay không ở cái lần cơ hội này nhé. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ, đây là cơ hội. Còn nếu mà kết quả vẫn như cũ thì không phải lỗi của chị đã cố gắng hết sức. 1 2 3 Hết thời gian. Em vẫn không bấm. Chị xin lỗi em, chị đã cố gắng hết sức. Em muốn nói gì nữa? Em cũng có món quà tặng cho anh. Thì cái này là một cái... Cảm ơn. Em nghĩ là anh nó cũng phù hơi hợp vội với quá. Ý của anh. Em cũng hơi vội. Chào anh, rất vui được gặp anh. Và em hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu nói chuyện với nhau nhiều hơn tại quán cà phê yêu thích của em. Vẫn còn cơ hội, mừng quá. Vẫn còn cơ hội, có cặp visit quán luôn rồi đó, được chưa? Dạ được. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Rồi, hiểu không? Hiểu dạ, gì hiểu, không? Dạ, hiểu cơ hội gì chưa? Dạ hiểu. Cơ hội gì?
uống cà phê tại quán. Dạ, đây là lần đầu tiên chương trình có một cái đặc biệt như vậy quý vị nha. Tường cũng đã cố gắng hết sức vì Tường thấy là có thể giống như cô gái nói là anh này chưa đủ sự chân thành, nhưng cũng có thể là do cá tính của anh rụt rè vì anh chưa có tình trường. Đâm ra có thể hôm nay anh nhút nhát nên anh mới hơi ngó ngơ ngó ngửa chút xíu thôi, thì mình phải tạo điều kiện. Còn cái cảm nhận là do cô gái ấy, vì ảnh nắm tay cổ chứ không có nắm tay Tường. Nhưng mà dù sao cũng có một tín hiệu vui là cổ cũng đã cho anh ấy cái card visit cái quán cà phê của cổ rồi. Biết đâu sau này sẽ có tin vui từ hai bạn này. Đến đâu quý vị, và bây giờ thì chương trình của chúng tôi phải dừng tại đây thôi quý vị. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Chuyện của mình thì chị sẽ là người tự chủ động chia sẻ giúp cho em ha, chứ đừng có chờ biên tập là hỏi ha chị ha. Bây giờ chị giới thiệu giúp em là tên tuổi, họ tên, nghề nghiệp, quê quán của mình với. Mình tên là Lan Thị Bạch Tuyết. Mình sinh năm 1983. Mình ở, thực tế ra là mình đang ở quê quán mình là ở thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất công việc thì hiện tại nên mình ra đảo, mình côn đảo mình làm việc. Mình đã ly dị lâu rồi, và hiện tại mình có một bé trai, năm nay cũng được 15 tuổi. Mình làm trong cái ngành khách sạn và bù phòng, là khách sạn bù phòng. Hiện tại là mình đang làm tại Systensis Côn Đảo Resort. Chị nói rõ giúp em là chị làm gì ở khách sạn ạ? Nhân viên bù phòng. Rồi. Chị kết hôn được bao nhiêu lâu? Mình kết hôn cũng được cỡ 3 năm rồi, sau đó mình ly dị. Mình kết hôn từ năm 19 tuổi. Sau đó thì ly dị. Sau đó mình ly dị, giờ tới hiện tại tới bây giờ luôn vẫn chưa có kết hôn lần nữa. Mình ly dị được bao lâu rồi chị? Cũng được 15 năm rồi. 15 năm. Rồi chị cho em biết là lý do sao mà hai người gặp gỡ nhau như thế nào, rồi lý do tại sao hai người lại ly hôn. Vấn đề là tụi mình là học sinh học cùng nhau chung năm lớp 12, sau đó hai bên ngồi chung bàn và quen nhau từ đó. Còn mà vấn đề về chia tay là do là anh ấy có người khác và có đứa con cũng lớn hơn mình, có đứa con cũng được cỡ tầm 2 tuổi. Sau khi biết việc đó nên là mình cũng nên ly dị. Là chị ơi, tức là con riêng của chồng cũ của chị ấy là lớn tuổi hơn con trai của chị hiện tại hả? Đúng rồi. Có nghĩa là trong thời gian kết hôn là chị kết hôn 3 năm chị mới có con, thì trong 3 năm đó là con anh ấy đã được 2 tuổi rồi. Đúng rồi. Tức là lúc kết hôn với chị là cái người kia là đã có bầu rồi. Đúng rồi. Không, thật ra là lúc là tụi chị kết hôn là đã gần một năm sau là anh đã quen người đó và có con. Và bây giờ là anh chồng cũ của chị là đang sống với cái người kia luôn. Vâng, đúng rồi, vẫn còn đang sống chung. Còn chị thì nuôi con. Cũng đúng, tại vì bạn ấy không, lúc đầu là bạn ấy cũng kêu mình phá thai, nhưng mà mình nghĩ là do mình một bạn người nên là mình không có bỏ và vẫn nuôi, và không cần tiền chu cấp của bên gia đình chồng, nên là từ đó giờ mình vẫn nuôi con được, mình vẫn có trách nhiệm. Đó, mình là vợ chính thức luôn, có cưới xin cưới hỏi đàng hoàng luôn, mà con mình ra lại còn như vậy nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi. Thế mà vẫn chưa bị nghiệp quật hả chị? Nghiệp quật rồi. Tại vì biết sao, tại vì họ giống như là gia đình họ là người Bắc, họ nghĩ là anh chàng đó là đã là con trai thì đôi khi mà chồng mình là con trai trưởng, con trai lớn trong nhà thì có một anh con trai, nhưng mà khi mình thấy mình lúc mà, tại vì trong thời gian làm thủ tục ly hôn á thì mình đâu biết mình mang thai. Tới lúc mà xong xuôi hết trơn á mình mới biết mình có, thì mình
là sao mình đòi hỏi người ta được, sao mình đòi hỏi người ta là phải có trách nhiệm nhưng mà khi họ ý quay là lại. vậy thì đã ly hôn rồi mà vẫn bắt chị kêu chị là bỏ con đi ấy hả? Thì kêu giờ có rồi thôi bỏ đi, tại vì họ nghĩ là tốt cho mình đó, nhưng mà mình cũng không có muốn. Họ sợ trách nhiệm thôi chứ tốt gì cho mình chị. Thì mình hãy nghĩ tốt gì cho họ đi, mình đừng có nghĩ gì khác Thôi em đó. không, vậy em mới hỏi chị câu là đã bị nghiệp quật chưa? Có nghiệp quật rồi, Nghiệp quật sao rồi chị? mười mấy năm trời dính vô đường ma túy là nghiệp Ôi. quật Thế thôi. À, hèn chi giờ chị nghĩ tốt cho người ta thôi, nghiệp quật cũng đủ rồi đúng không? rồi. Chính xác là vậy. Thế bây giờ con trai chị là đang ở thành phố với lại là gia đình chị hả? Đúng rồi, bé đang ở thành phố và đang ở với bà ngoại. Còn chị thì đi làm thì thỉnh thoảng chị mới về thôi. Đúng rồi, cỡ 3-4 tháng mà lựa vào thời điểm mà Ít khách vé máy du bay đủ, khách du lịch là mình bay về lịch. Chị ra giá đấy làm rẻ. lâu chưa? Cũng được 1,5 năm rồi. À, mới ra đó 1,5 năm thì trước đó là chị làm gì? Chị cũng làm bên ngành này và chị cũng làm ở khách sạn ở trong thành phố đó. Tại vì do cái thời điểm là do bị dịch bệnh đó, cái cho là thành phố đóng cửa không, cái vừa mới cái thời kỳ ngoài đây thì cái ngành du lịch vẫn còn phát triển nên là bay ra đi làm, vừa bay ra tới khỏi đây là dịch bệnh nó bị bùng phát vào năm 21 á, dịch nó bắt đầu thời điểm 20 bắt đầu nó mạnh á, là mình phải ra đây mình làm đi luôn. Rồi, thế là sắp tới mà ghi hình là bay về đây để ghi hình rồi thăm con luôn được đúng không? Đúng rồi, tại vì mới Tết, Tết vừa rồi mới về nhà mà, tại vì Tết vừa rồi mới về nhà xong. Dạ rồi. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Có chứ, mọi con người ai cũng phải có điểm mạnh điểm yếu. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì nè? Điểm mạnh là tiếp chị rất là thẳng thắn, nó yêu thì yêu mà không yêu thì nó thẳng chứ đừng có mà nó cắn hai tay, chị không thích điều đó. Còn điểm yếu là hay mất ước lắm. Ai làm chị biết ước? Mà làm chị khó chịu là chị mất ước. Mà dễ xúc động, dễ dễ rơi nước mắt đúng không? Dễ xúc động lắm, nhưng mà cũng gọi là đôi khi cũng đừng qua, mình cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến nỗi mà mình đôi khi mình phải sợ mình luôn. Đó là mẹ đơn thân 15 năm Thật ra trước nó cũng có một mối tình, nhưng mà một cái vấn đề nữa mà thực sự là không ai muốn quen với chị là chị vô sinh, chị không có khả năng chị có con nữa, nên là lúc trước chị cũng có quen nhưng mà người ta đòi hỏi là có con nhưng mà chị không có con được, nên là quen chị sau này là không có em bé lắm đó, Chị nói chung là vậy không vô có sinh tố phát đúng không? đẻ nữa, không có sinh, không có khả năng đẻ nữa. Gọi là vô sinh thứ phát á. Tại vì ngưng lâu quá rồi. Không, chị vô sinh lâu rồi, tại vì cái thời điểm mà vừa chia tay với chồng chị thì khoảng 1 năm sau chị có bạn trai, mà chị vẫn có người mới, chứ xong rồi do là chị không đẻ được, người ta lại muốn có con, nhưng mà chị quen nhau gần cả 5-6 năm mà không có em bé luôn, cũng có những lần quan hệ nhưng mà không có em bé, thì chị thả cho họ đi về, giống như tìm được người mới, thì tìm được người mới thì đụng vô là có bầu, bây giờ ta có 3-4 đứa con rồi đó, nên là chị biết là chị bị vô sinh mà chị nói thẳng là chị không có đẻ được, nhưng mà họ người họ vẫn muốn quen thì kết quả không như họ mong đợi, nên là họ mình phải buông tay cho họ đi tìm người mới. Rồi, thế bây giờ là chị có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Hát hò thì được không?
hát dở lắm, học cái năng xíu gì cả, không có biết hát, cũng không có biết về là đàn tranh đàn ca gì, không có biết, không có biết gì hết. Tứ đổ tường thì biết những món ăn chơi không à, chứ không có biết mấy món mà năng khiếu. Tứ đổ tường là biết chơi mấy món mà đàn ông chơi sao chị chơi vậy được á, chứ còn mà năng khiếu thì không có đâu. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất Không là không bắt chị sinh con này. biết Rồi, nè. tìm nữa. Đóng cửa lại giùm luôn. Rồi, ok. Cũng không biết nữa, nghĩ mình chỉ cần tâm sự được là cảm thấy Tiết cũng ổn. Giống như, người biết lắng nghe Tiết. Tiết Rồi có tuổi một tác cái thì bạn trai nhược điểm. sao? Trên tuổi Tiết nha, hơn tuổi Tiết cũng được. Nói hơn hoặc bằng tuổi chị ha. Và lúc lắng nghe Tiết là càng thích, cũng thích, mình cũng thích hơn. Tại vì đôi khi trong công việc đó có những cái mà Tiết bị áp lực đó, Tiết muốn cho một người biết lắng nghe mình. Ví dụ như mình áp lực quá, mình muốn kiếm một người tâm sự nghe mình nói, khi là đó cũng là một điều hay, biết lắng nghe. Rồi, quê quán của bạn trai thì sao chị? Thôi ở thành phố đi. Là nếu như quen bạn trai thành phố là chị sẽ về đúng không? Nếu được ở thành phố thì cũng ổn hơn. Rồi. Có điểm gì chị không thích ở bạn trai không? Gì ta? Ngoại hình thì chị yêu cầu sao? Cao thấp mập ốm sao, 6 múi hay là 3 múi hay như thế nào? 6 múi đi ha, có 6 múi càng tốt ha. Ngoại hình thì vừa cũng được, tại vì bản thân sự giờ chị cao tới 1m83 đó, miễn sao là trên 1m83 là chị thấy ổn rồi đó, đừng có lùn như vậy, không cõng chị được là chị buồn. Cao hơn chị là được, tức là 1m65 trở lên cũng được đúng không? Ok, là Phải nếu cõng mà được chị. 6 múi thì đừng tốt. Nói chung là phải cộng Cõng được chị đúng không? thì không phải cõng được chị. Ví dụ chị 1m63 mà kiếm anh chàng 1m50 thì sao mà cõng được chị đúng không? Đúng rồi, chị bữa chị cũng quen một anh chàng hết rửa đâu cõng được đâu, bụng muốn chết luôn. Thì Hả? có bạn trai thì chị có yêu cầu không? Công việc của bạn trai chị có yêu cầu gì không? Không, tại vì mọi người có một cái sở thích mà. Chị thì công việc của chị là buồn phòng thì chị không có bao giờ chia tay công việc của người khác, mình mỗi mỗi công việc có một cái sự tôn trọng riêng. Nhà chị ở Sài Gòn là chị ở quận mấy? Nhà chị ở quận nhất. Nhà quận nhất. Dạ rồi. Ok chị Tuyết ha. Đó, có gì là chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị để làm nội dung kỹ hơn nếu như có người phù hợp với chị nha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, em cảm ơn chị Tuyết nhiều. Chào chị. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ vâng, chị bây giờ chị chủ động giới thiệu về những cái thông tin cơ bản của bản thân mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại đang công tác ở đâu, đang sinh sống ở đâu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ em chào chương trình, chào anh chị. Em là Bùi Thị Hằng, sinh ngày 14 tháng 1 năm 83. Em làm công việc tự do, em làm may, em mở xưởng ở tại nhà. Và em ở hiện tại ở là ở Thạch Thất, Hà Nội ạ. Thạch Cát, Hà Nội rồi. Vâng ạ. Ok, chị Hằng có điểm mạnh điểm yếu gì? Chị là người sống như thế nào? Điểm mạnh của em thì em có thể cam chịu được, với lại là em có thể tự lo cho bản thân và cho con được. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi tính trẻ con, và lại em hay dỗi, vì lại tính em kiểu hay khóc ạ. Thế thôi ạ. Tính trẻ con ấy là sẽ trong trường hợp như nào, miêu tả cụ thể về cái tính trẻ con này với em nhé. Ví dụ như vậy là đối diện với người khác giới mà người ta nói mình, người
cái gì đó mà mình cảm giác mình hơi tự ái, là em hay tủi thân, em hay khóc ấy, cho nên là người ta hay gọi em là tính chỉ con. À, mấy tính trẻ con rồi. Thế vậy trước giờ mình chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình sao lại tan vỡ chị? À, nói chung là em kết hôn năm 2007, thì em sinh năm 83 nhưng em kết hôn với chồng em là năm 87 thôi. Thì chồng em ít hơn em 4 tuổi. Thì đến năm 2009 thì em sinh được cháu gái đầu. Đến năm 2013 thì em sinh cháu thứ hai. Thì đến năm 2015 thì là chồng em bị tai nạn mất. Chồng em mất năm nay là 8 năm. Lại là do các cháu nó còn nhỏ ấy, cho nên là em không, tại vì em hay tìm thôi thì em cứ liều em tham gia thôi, còn thì thực chất là em cũng muốn lo cho các cháu, cho các cháu nó trưởng thành, với lại là đỡ bị san sẻ tình cảm ấy. Bởi vì lúc bố cháu mất thì là con lớn mới chuẩn bị vào lớp 1 và cháu nhỏ mới được 17, 18 tháng ấy. Thế cho nên là em cũng thực sự là em chưa nghĩ là để em lo cho bản hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng mà khi em tha có hay xem chương trình, em thấy hay quá, thế là em cứ theo dõi, thì em thấy nhiều anh chị ghép đôi được, em cảm giác như thế là biết đâu mình cũng sẽ tìm được một người thông cảm và chia sẻ những cái mệt nhọc, cái gánh nặng cùng với em để lo cho các con của em thôi. Vâng, em nghĩ là khi chị tham gia chương trình ấy, là khi mà đã tìm được cái người mà phù hợp ấy, thì chị phải sẵn sàng tham gia thì nó mới đạt được cái kỳ vọng tốt được nha chị. Nhưng mà thí dụ chương trình của tụi em là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, khi mà kiếm được cái người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của chị ấy, thì chị bay vào được không? Em cũng không chắc là em có thể bay vào được, bởi vì em cũng hy vọng là chương trình nó có thể diễn ra ở tại Hà Nội, thì em cố gắng sắp xếp, bởi vì bây giờ ba mẹ con nhà em ở mà bay vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh các cháu còn học thì em sợ là em sắp xếp được để có người. Dạ vâng. Có gì là lần sau chị tìm hiểu kỹ về, theo dõi kỹ về chương trình dùng tụi em nhé. Tại vì chương trình chỉ có ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi á. Dạ vâng. Đợi khi nào sẵn sàng tham gia thì có thể chị đăng ký tham gia lại với lại chương trình nhé. Để cho nó có cái thời điểm phù hợp nhất. À vậy à, chứ ở ngoài Hà Nội mình là không có hả anh? Dạ vâng, ở ngoài Hà Nội thì bọn em không tiến hành. Tại vì những người mà tham gia ngoài Hà Nội là họ sẽ bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình. Dạ. À, thì nếu mà lịch thì có thông báo trước thời gian không anh? Dạ vâng, lịch thì sẽ thông báo trước khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đấy. Dạ. À, thế à? Dạ vâng, quan trọng là chị phải sẵn sàng mở lòng cho cái chuyện tình yêu chưa? Hay là vẫn còn đang lấn cấn các cháu? Thì như thế nó cũng vẫn không có tốt cho cả cái bạn nam ấy. Dạ. Vâng. Và bọn em cũng không muốn làm như thế. Dạ. Chứ cũng không muốn là người chơi tham gia, liều tham gia này kia. À, nếu như thế mà bạn nam mà đáp ứng được và thông cảm, mà có thể chia sẻ cùng với em được thì em cũng sẽ mở lòng mình, và nếu mà hợp thì em sẽ chọn, chứ em không phải là bây giờ em vẫn cố là em ý định đấy. Dạ vâng, thôi bây giờ chị chia sẻ về mẫu người mà chị muốn chương trình tìm kiếm cho mình nhé. Dạ, em muốn không cần quá giỏi quá tài, nhưng mà ít nhất người ta có thể trưởng thành và người ta người lớn một chút, cho em có thể cùng chăm lo con được với em. Thì những cái tiêu chí khác thì em không cần phải giỏi giang, phải đẹp trai hay là phải giàu có gì cả. Ít nhất là cũng phải lo được, nghĩa là lo được cho ba mẹ con có một cuộc sống quá khó khăn, thế là được thôi. Là làm lo kinh tế cho cả cho ba mẹ con cùng một cuộc sống tốt đúng không ạ? Vâng, người ta trưởng thành một chút là được ạ. Độ tuổi sao chị? Mẹ chờ con tí.
Có độ tuổi từ 50 trở về, bởi vì em 40 rồi. Rồi. Vâng. Ô, chị mong muốn là có người người và có nghề nghiệp như nào thì chị nghĩ là phù hợp với chị? Chỉ cần người ta có công việc nó ổn định một chút thôi, chứ không phải là người này người nọ, chỉ cần người ta công việc người ta ổn định và cũng có thể gánh vác được gia đình như người khác, người ta đừng có rượu chè cờ bạc hay là ăn chơi, là những cái người là em sợ, vì trước kia chồng em ăn chơi cho nên là em sợ, thì đấy là lý do mà từ ngày đến giờ em không không dám nghĩ đến yêu ai và lấy ai. Rồi. Rồi, ok, em cảm ơn chị Hằng nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để mà làm quen. Nếu mà tụi em có tìm được cái người phù hợp ấy thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với chị để mà tiếp tục tính lấy cái việc mà lịch vào cái hình của chị nhá. Dạ, vâng ạ. Đó là kiểu, em cảm ơn chị nhiều ạ.